You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà rất đẹp, rất sang. Một căn nhà phố hiện đại cực kỳ đẹp mắt. Giá bán chỉ có 7 tỷ mốt thôi. Giá chốt cho quý vị. 7 tỷ mốt không bớt. Một căn nhà đẹp hướng Tây Bắc. Hẻm xe hơi trước nhà rộng tầm 6 mét. Hẻm cụt nội bộ. Xe đậu trước cửa nhà. Căn nhà hướng Tây Bắc cho quý vị. Đường nhựa, đường xe hơi xe tải ra vào thoải mái. Căn nhà sát với trục đường chính Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 Gò Vấp. Đi ra trục đường Thống Nhất khoảng tầm 300-400m thôi. Ở đây thì gần với chùa Nghệ Sĩ nha quý vị. Ngay đầu đường Nguyễn Văn Khối, ngày trước gọi là đường số 11. Một căn nhà rất đẹp. 7 tỷ mốt thì chắc cũng đang bớt được một chút rồi nha quý vị. Chủ đang rất là kẹt. Giảm tới tỷ rưỡi rồi. Chúng ta sẽ có một lớp cửa cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài. Bên trong có cửa nhôm sifa. Với diện tích ngang 4m2, sâu vào 15m. Thiết kế trệt 3 lầu. Đây là khu vực phòng tiếp khách nha. Sẽ được ốp sàn gạch 80. Tặng lại sofa, tặng kệ tivi. Tường được sơn hiệu ứng rất là đẹp, rất là sang. Một căn siêu phẩm nhà phố hiện đại. Bán rẻ. Chỉ có 7 tỷ mốt thôi. Trên có đèn chùm này led thạch cao đầy đủ. Nhà hướng Tây Bắc nha quý vị. Nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Giá cực kỳ mềm. Hẻm xe hơi rộng khoảng tầm 6m. Cầu thang đúc rộng tầm 90, ốp đá hoa cương. Phía trong đây là không gian phòng bếp. Phòng bếp của anh chị thì được là tặng lại tủ lạnh, tặng bàn ăn 6 ghế. Tủ bếp của An Cường có lò vi sóng, máy hút khói, bếp điện từ. Phía trong thì có giếng trời, bông gạch sạch sẽ hết luôn. Căn nhà rất đẹp, rất sang, giá rẻ. 7 tỷ mốt thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp này, chúng ta hãy liên hệ trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Và khi anh chị mua thì cho đến trực tiếp thương lượng với chủ nhà nha anh chị. Một căn nhà hướng Tây Bắc rất là đẹp. Ở đây thì di chuyển về trục đường Thống Nhất, khu vực ngay ngã ba Thống Nhất, người Văn Lượng khoảng tầm 200m thôi. Như vậy là chúng ta đi siêu thị Lotte chắc tầm 200m. Đi sân bay Tân Sơn Nhất thì khoảng tầm 10 phút thôi nha quý vị. Nhà thì sẽ được thiết kế rất là đẹp. Có 4 phòng ngủ và 5 toilet nha quý vị. Toilet riêng từng phòng. Đấy. 7 tỷ mốt vẫn còn bớt một chút. Chủ kêu 71 chốt nhưng mà theo em chắc cũng đang bớt được một chút nha quý vị. Đầy đủ nội thất hết rồi, giường nệm, máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi. Phòng người trước thì rất là rộng. Rất rộng, rất to, rất mát. Thông thoáng hết nha. Toilet có bồn cầu khối, vòi sen thuyền, vách tắm kính và quạt hút đầy đủ. Di chuyển lên trên. Chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 3, số 4 nha. Một trệt và 3 lầu. Làm giống nhau cả thôi. Toilet riêng. Có cửa sổ ra giếng trời phía sau. Anh chị nào nếu mà quan tâm đến căn nhà đẹp này có thể lo gọi ngay trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem ngay căn nhà này nha. Lệch tầng 5 bậc.
Trên này là phòng số 4 nha quý vị. Đây phòng số 4 này. Toilet thì được đưa lên về phía trước. Nhà này có đầy đủ bàn về thiết kế, sơ đồ đường điện và do kiến trúc sư thiết kế nha quý vị. Căn nhà đẹp ngay trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 quận Gò Vấp. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sân thượng sau. Đây là khu vực phòng giặt đồ để máy giặt. Đây là khu vực sân thượng phơi đồ. Đấy, căn nhà rất đẹp. Phía trước này sẽ là khu vực chúng ta phòng thờ và sân thượng trước trồng cây. Giá bán rất là rẻ thôi, chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng, vẫn còn bớt một chút. Đây, căn nhà có phòng thờ, phòng giặt rất là rộng. Video của Ám Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.